Ờ, đi, khoan đi. Ok. Hai đội đang khởi động nha mọi người. Ta sẽ qua những pha bóng khởi động mà đánh giá thế trận sẽ diễn ra trong ít phút nữa. Từ đây sẽ là một cặp đấu kịch tính mà chúng ta sẽ được theo dõi. Giải đấu hôm nay sẽ có 7 đội tham gia. Đúng ra sẽ là có 8 đội, nhưng đáng tiếc là một đội vì những nhiều lý do khác nhau đã phải xin thôi, không tham gia được nữa. Bởi vậy mà sẽ còn 7 đội thôi. Các đội đều là những đội hình rất là đồng đều, cân tài, cân sức. Tài đã thổi còi hai đội về vị trí để ổn định, để thực hiện những thủ tục đầu tiên cho hai đội bước vào thi đấu. Chúng ta đang đến với một diễn biến của cặp đấu trận bóng chuyền hơi nữ nằm trong khuôn khổ giải bóng chuyền hơi nữ tranh cúp Spa Toàn Hòa. Bây giờ trên sân đang là hai đội hình được đánh giá là cũng là những ứng cử để lọt vào vòng sau, trong trang phục cũng áo màu đỏ. Ở phía gần màn hình chúng ta đang theo dõi đó là đội hình nữ của xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, và phía xa phía sân là chính là đội hình của chủ nhà Spa Toàn Hòa. Cặp đấu này là một cặp đấu được ban tổ chức và khán giả đánh giá rất cao, sẽ có thể nói là đem đến cho chúng ta nhiều pha bóng hay và kịch tính ở những diễn biến đầu tiên của set đấu này. Lúc này thì hai đội đang tạm hòa nhau, điểm số là 1-1, và một pha xử lý khéo của số 7 là Trần Thị Sáu bên đội chủ nhà Toàn Hòa. Pha bóng dành cho Toàn Hòa lúc này đang là 2-1. Pha bóng rất khó chịu. Thêm một điểm số nữa cho đội chủ nhà, 3-1. Một pha tổ chức bám chắn kịp thời và rất xuất sắc của các cô gái Spa Toàn Hòa. Điểm số là 4-1 với những diễn biến đầu tiên của set đấu này. Có thể thấy rằng ở trên sân thì theo đội hình tôi quan sát được thì đội hình của chủ nhà có thể nói là nhỉnh hơn so với Nam Cường, nhưng đó là đánh giá sơ bộ ban đầu, là một cách nhìn nhận bên ngoài đối với năng lực của từng vận động viên. Nhưng còn thực sự diễn biến trên sân sẽ còn phải phụ thuộc vào trong những diễn biến tiếp theo của trận đấu. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi. Bên đội Spa Toàn Hòa sở hữu nhiều chủ công hơn, nhiều cơ tay công. Còn bên này sân của đội Nam Cường, một đánh giá trên sân lúc này thì mình thấy có hai vận động viên, trong đó có số 11 Kim Liên là công chính cho đội Nam Cường. Đây là thêm một điểm số nữa, quyền phát bóng và điểm cho đội Nam Cường. Kim Liên là người phát bóng. Điểm cho Nam Cường. Điểm 4 năm rồi, cách biệt còn một điểm thôi.
tình huống cứu bóng của số 3 đội Nam Cường. Bóng lọt chắn vẫn còn. Trận đấu đang được hâm nóng lên rồi với những tình huống giằng co của cả hai đội. Nỗ lực cứu bóng của đội Nam Cường đáng ghi nhận cho pha bóng này, nhưng đáng tiếc lại không thể qua lưới thành công. Nhưng nỗ lực đó đáng được ghi nhận. Điểm số là 6-4 cho đội Spa Toàn Hòa. Pha bóng thực sự là tình huống chủ động và bắt bài đối thủ của số 6, vận động viên nữ có nickname là Hằng Em. Phát bóng khó nhưng bóng lại không qua lưới. Và điểm số cho Nam Cường. Đây là điểm số cho đội chủ nhà. Rất cố gắng, đó là nỗ lực của đội chủ nhà nhưng không thành công. Điểm cho Nam Cường 6-8. Phạt bóng ghi điểm trực tiếp của số 9 về đội Nam Cường. Điểm số là 7-8. Cách biệt còn là một điểm thôi. Và xử lý chủ động của Trần Thị Sáu, nhưng các vận động viên của Nam Cường cũng rất là tỉnh táo. Chắn bóng tốt. Sáu chân xử lý. Cảm giác như có tình huống chạm lưới rồi, nhưng trọng tài có lẽ là cũng không để ý. Không có tình huống bọc lót của số 7 bên đội Nam Cường trong pha bóng này. Điểm số 9-7 cho đội chủ nhà. Đó là tình huống xử lý bóng quyết đoán, đập bóng có lực của Kim Liên, chủ công số 11 đội Nam Cường. Quyền phát bóng và điểm số cho Nam Cường. Điểm số là 8-9. Và điểm số được cân đều cho Nam Cường. Bây giờ là 9 đều rồi. Nỗ lực rất là tuyệt vời của các cô gái Nam Cường. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn. Nhưng bây giờ Nam Cường cũng đang có một thế trận ngang ngửa. Vẫn còn. Thực sự là các pha bóng diễn biến trong sân lúc này rất là cuốn hút, khiến cho khán giả không thể rời mắt. Rất nhanh nhẹn của số 3 bên đội Nam Cường. Chắn bóng tốt của đội chủ nhà. Điểm số là 11-9. Và một pha bóng xuất sắc nữa của chủ nhà Spa Toàn Hòa. 12-9. Phản bóng rất căng và xoáy, nhưng Kim Liên cũng đã xuất sắc để bắt bước một rất tốt trong tình huống vừa rồi. Sáu chân không thể thắng được tay chắn bên này sân của số 7 Nam Cường. Hai số 7 vừa đối đầu nhau. Điểm số là 10-12. Bóng của chủ công Kim Liên. Điểm số cho Nam Cường 11-12. Phát bóng lại không qua lưới rồi, đáng tiếc cho tình huống phát bóng của số 9 Nam Cường.
điểm cho Spa Toàn Hòa 13-11. Trong pha bóng vừa rồi, tình huống nó dứt điểm có lực và rất là quyết tâm rất cao, nhưng bên kia sân thì chủ nhà đã rất xuất sắc, họ bám chắn thành công. Không được rồi, như vậy là cần thay đổi chiến thuật thôi. Kim Liên dứt điểm rất nhiều tình huống đã để đối thủ chắn bóng bắt bài, với ba chắn như vậy thì khó có thể dứt điểm thành công được, cần phải có những phương án đa dạng hơn nữa. Khi mà đối thủ luôn có bức tường chắn sẵn sàng ở trên mép lưới thì các cô gái của đội Nam Cường cần phải xử lý mềm dẻo hơn. Vâng, lần này đó là một trong những tình huống cần phải áp dụng nhiều hơn đối với Nam Cường. Điểm số 13-15. Bóng xoáy vẫn còn. Đường truyền tốt rồi, ai đây? Chân 6. Bóng ra ngoài. Sau khi nhảy lên thì vận động viên đã vâng, chủ công Trần Thị 6 bên kia sân phát hiện đã có 3 tay chắn. Cô quyết định xử lý bóng nhưng bóng đi ra ngoài sân. Và lần này tình huống cứu bóng của số 6 Hằng Em bên đội chủ nhà đã chạm cọc giới hạn trước khi qua lưới. Điểm số 15-16 cho đội Nam Cường. Không biết có phải 15-16 hay là 15 đều đây. Vâng, 15-16. Của vận động viên cũng rất cố gắng để có thể cứu bóng nhưng thực sự tình huống bóng đi khá bất ngờ. Những nỗ lực đó cứu bóng không thành công. Bóng cần xử lý bóng đây. Cơ hội Kim Liên dứt điểm. Vẫn không thể thắng được tay chắn bên kia sân. Sẽ là rất khó khăn cho chủ công Nam Cường. Đối thủ dẫn trước 18-15. Xử lý cũng thực sự là tốt nhưng chỉ có điều là thiếu may mắn, bóng đi ra ngoài. Bây giờ sẽ là một bài toán khó cho đội Nam Cường. Điểm số đang là 19-13. Xin lỗi, 19-15. Chắc chắn là những tình huống dứt điểm của chủ công Kim Liên sẽ không có thể phát huy được ở trận đấu này. Vì bên kia sân đối thủ lúc nào cũng tạo lên một hàng chắn với 6 cánh tay thì rất khó khăn cho Kim Liên để có thể ghi điểm cho đội nhà. Cần phải có những phương án khác nhau, đa dạng hơn nữa. Chiều, kinh lực buổi chiều. Sáu mười chín là điểm số lúc này là đội Nam Cường phát bóng. Không được rồi, số 9 của đội Nam Cường số 6 Nam Cường vừa rồi chạm được tay vào bóng nhưng bóng đi ra ngoài. Điểm số là 20-16.
chủ nhà Spa Toàn Hòa đang là đội có cơ hội giành chiến thắng ở sách đấu đầu tiên. Họ cần ghi thêm một điểm nữa thôi. Chưa qua lưới, đáng tiếc, một pha xử lý không thành công vừa rồi của Nam Cường. 21-16 là sách đấu đầu tiên. Kết quả chung cuộc, Spa Toàn Hòa ở sách đấu này giành chiến thắng. Hai đội sẽ tiến hành đổi sân để thi đấu sách đấu thứ hai. Giải lao đã hết, hai đội đang trở lại sân để tiếp tục thi đấu sách đấu thứ hai. Bước vào sách đấu thứ hai này sau khi đổi sân, ở phía gần màn hình chúng ta đang theo dõi là đội chủ nhà Toàn, xin lỗi, là đó là đội hình của Spa Toàn Hòa, và bên kia sân là đội Nam Cường. Kết thúc sách đấu đầu tiên, đội chủ nhà giành chiến thắng với điểm số 21-16. Và pha bóng vừa rồi là pha bóng đầu tiên và điểm số cho chủ nhà 1-0. Cho chủ nhà. Giải đấu này là giải bóng chuyền hơi nữ tranh cúp Spa Toàn Hòa. Đó là một giải đấu có 7 đội tham gia. Các nội dung thì được chia thành 2 bảng đấu. Nội dung được chia thành 2 bảng, đó là bảng A và bảng B. Các vận động viên thi đấu tại nhà thi đấu của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Bây giờ các vận động viên đang có một pha bóng giằng co, phải nói là quyết liệt. Tình huống xử lý này thì bóng đi ra ngoài rồi. Nam Cường lại để mất điểm. Chuyền hay tốt. Bóng vẫn trong cuộc. Đó là 6 chân xử lý. Rất khó chịu, nhưng các vận động viên của Nam Cường đã xuất sắc bám chắn. Xin lỗi, cứ bóng thành công, nhưng tình huống thứ hai thì bóng lại rơi tự do một cách đáng tiếc. Điểm số là 5-1 cho đội chủ nhà. Bóng lọt tay chắn của đội chủ nhà Spa Toàn Hòa. Điểm số cho Nam Cường 2-5.
của đội chủ nhà. Vậy là điểm số cho Nam Cường đã là 3-5 rồi. Chân 6, bóng lại không qua lưới. Và thực sự là không kịp cập nhật điểm số khi mà bảng điểm đang bị vận động viên nữ của Nam Cường, một vận động viên nữ đứng che khuất rồi. Điểm số là vâng, điểm cho đội chủ nhà Spa Toàn Hòa, điểm số 8-6. Kim Việt dứt điểm. Trận đấu này rất khó khăn cho đội hình Nam Cường để có thể đập bóng ghi điểm được. Ở bên này sân thì Spa Toàn Hòa lúc nào cũng tạo một hàng chắn, ít nhất là có hai vận động viên, thường thì ba vận động viên, với 6 cánh tay dựng lên thì rất khó khăn để cho Nam Cường để có thể đập bóng ghi điểm được. Cho pha bóng này thì điểm số thuộc về Nam Cường, 6-9. Cố gắng của số 6 của đội Nam Cường nhưng cũng không thể kịp thời vì là bóng đã đi quá xa so với vị trí đứng của vận động viên. Điểm số là 16 cho chủ nhà Spa Toàn Hòa. Kim Liên dứt điểm. Rất khó khăn cho Kim Liên. Nhưng tay chắn phải nói là rất xuất sắc của Spa Toàn Hòa đã vô hiệu rất nhiều tình huống dứt điểm của chủ công Kim Liên bên đội Nam Cường. Điểm số cho Kim Liên, điểm số cho Nam Cường là 71. Điểm cho Nam Cường. Trọng tài xác định bóng ngoài sân. Điểm số là 81. Hễ khi mà Kim Liên có cơ hội dứt điểm thì bên này sân chủ nhà đã xây dựng được một hàng chắn trước đó rồi, sẵn sàng đón nhận những tình huống dứt điểm của chủ công Kim Liên. Và Kim Liên đã không có được nhiều cơ hội để dứt điểm thành công. Lần này một chắn và Kim Liên đã đập bóng trúng số 7 đối thủ. Xin hội ý của đội Nam Cường. Rất xinh xắn của đội hình chủ nhà Spa Toàn Hòa. Giải đấu này quy tụ rất nhiều các vận động viên tài năng và phải nói là các sao nữ
đều rất là xinh xắn. Chúng ta sẽ tích cực hướng nhiều góc máy quay đến các nữ vận động viên là ứng cử viên cho giải hoa khôi. Công Kim Liên, Nam Cường đang thực sự là bế tắc với những tình huống chắn bóng của đội chủ nhà. Các vận động viên đang tìm trọng tài rất là hy hữu. Bé rất xinh xắn, một bé gái xinh xắn ứng cử viên cho vị trí giải phụ là hoa khôi. Và chủ nhà sẽ là đội phát bóng. 14-8, trận đấu tiếp tục. Phát bóng. Không có phát bóng rồi, bóng ngoài sân. Của chủ nhà dứt điểm tốt. Bảng điểm hơi chói mọi người ạ, khó nhìn quá. Điểm số là 14-9 cho đội chủ nhà. Ngoài sân 15-9 điểm cho đội Sapa Toàn Hòa. Bóng lọt tay trắng của chủ nhà. Điểm số cho Nam Cường 10-15. Pha bám chắn vừa rồi cũng đã bắt bài đối thủ. Điểm số là 16-10. Và bóng chạm mép lưới. Kim Liên vẫn còn. Và bóng khá ẩu. Thực sự là Nam Cường cần phải chắt chiu cơ hội hơn. Điểm số cho đội chủ nhà bây giờ là 17-10. Phải nói là quỹ đạo đi khiến cho Nam Cường bắt bước một rất là vất vả. Điểm số cho Nam Cường 11-17. Kim Liên, Trần Thị Sáu dứt điểm tốt. 18-11 là điểm số cho đội chủ nhà. Bóng không qua lưới. Điểm cho Nam Cường 12-16. Của nữ trẻ số 10 bên đội chủ nhà. Bóng đã lọt tay chắn của đội Nam Cường. Bây giờ là 18-12. Vẫn còn. Điểm số 13-18 cho đội Nam Cường.
Chân 6 và xử lý rất khéo. Và đây kinh nghiệm. Điểm số là 20-13 rồi. Phá bóng không thành công và điểm chủ nhà. Vâng, xin lỗi là điểm cho Nam Cường 14-20. Phá bắt được một tốt của Kim Liên. Mặc dù trước đó là một tình huống dứt điểm của 6 Trần. Phá bóng căng. Chuyền tốt, biên 2. Và có điểm cho Nam Cường. Những nỗ lực thực sự là đáng được ghi nhận cho các cô gái Nam Cường. Diễn biến lúc này thì thế trận đang phải nói là rất thuận lợi cho đội chủ nhà. Họ chỉ cần ghi thêm một điểm số nữa thôi. Và kết thúc rồi. Nữ vận động viên số 10 chủ nhà đã dứt điểm thành công. Ghi điểm số giành chiến thắng cho Spa Toàn Hòa ở set đấu thứ hai là 21-15. Chung cuộc thì Spa Toàn Hòa đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Nam Cường cũng là một đội hình phải nói là tương đối là đồng đều, nhưng đội chủ nhà Spa Toàn Hòa có khả năng bám chắn rất tốt, cùng với đó là những tình huống dứt điểm đa dạng. Họ đã vươn lên dẫn điểm và giành chiến thắng chung cuộc. Vâng ạ, thưa quý vị, là trận đấu này xin khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trận đấu tiếp theo khi đeo xong. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.